Xin chào các tín đồ của Túc Cầu Giáo. Các bạn biết là bóng đá có mặt ở khắp mọi nơi trên hành tinh này. Và ngày hôm nay bóng đá có mặt ở đây tại lễ khai mạc của giải bóng đá Zian Com Cup 2014 do Zian Community tổ chức. Và giải này quy tụ những đội bóng đến từ cộng đồng Zian Com và những công ty đối tác của Zian TV. Và có 20 đội bóng sẽ tranh tài, họ được chia làm 4 bảng. Chúng ta hãy cùng ra sân xem họ nha. Ngoài những đội bóng với các nghệ sĩ, thành viên quen thuộc của cộng đồng Zian, giải bóng đá Ziancom còn tiếp đón nhiều đội có sự tham gia của các tuyển thủ nước ngoài. Chính điều này đã tăng thêm phần kịch tính cũng như hấp dẫn của mùa giải năm nay. Hiện tại thì thứ nhất là Ban Di đang cảm thấy rất vui, thứ nhì là đang rất là háo hức vì chút nữa Ban Di sẽ mang tới một màn trình diễn sôi động để mà cổ vũ cho tất cả các đội bóng. Đây chính là một trong những cầu thủ của đội Zian nhà chúng ta. Bạn tên gì? Mình tên là Khánh và mình là thuộc phòng post của Zian TV và mình chơi ở vị trí tiền đạo. Các bạn đã tập luyện như thế nào để tham gia giải này? Mọi người đã tập luyện lâu chưa? Nói chung là tụi mình đã tập luyện được với nhau là khoảng 3 tháng gần đây rồi. Tinh thần của anh em đang rất là phấn khởi khi tham gia giải đấu lần này. What is your feeling right now? Quite nervous, but I'm also quite excited to get stuck in as well. I came from England last month. I support Manchester City. I'm from Manchester. Great football team, as you know. I think it's a great tournament. It's a great event. It's great for football. Em mong rằng là giải này sẽ kéo dài hàng năm và để mọi bạn trẻ sẽ tham gia và ủng hộ nhiều hơn. Có rất là nhiều người trên sân ngay lúc này, nam, nữ, rất là nhiều người xinh đẹp, khỏe mạnh, làm cho Rap Show muốn ra sân ngay và sút vài trái. Hy vọng giải này sẽ trở nên thành công và trở thành giải thường kỳ, thu hút thật nhiều những người yêu thích bóng đá nha. Bây giờ thì Rap Show phải ra ngoài đá vài trái thật đây. Tạm biệt.